Cô Tuyết ơi, bây giờ thì mình cảm thấy là cái làn da của mình như thế nào? Sau mấy chục phút bác sĩ làm cho cô coi như là cô cảm nhận được cái mặt bên này làm của cô như là da nó rất là căng. Nhìn trông này nó căng ơi là căng, nhưng mỗi tội nó hơi hơi kiểu như là sờ mới làm xong rồi nó hơi bì bì một chút thôi. Đấy, nhìn đâu này, cái chỗ này này, này, nhìn nó căng ơi là căng này. So với bên này coi như là bên này sờ bên này nhão ơi là nhão. Thì cố gắng làm sao cô cứ mong ít phút nữa coi như bác sĩ làm nốt cho cô bên này để cho nó cân đối, làm sao cái mặt nó cân đối đẹp thì là tốt. Vâng, bây giờ thì là trên khuôn mặt của mình thấy là cải thiện nhất là cái phần nào vậy ạ? Đây này, thấy chưa? Căng ơi là căng này. Đấy, sờ vào thì nó hơi hơi vẫn còn hơi đau đau một chút thôi. Đấy, thấy chưa? Này, nhìn này, căng ơi là căng này. Sao mà cô lại quyết định là lựa chọn là đi căng chỉ ở Bali ngay hôm nay đấy ạ cô? Đấy, cô có mấy cái bà bạn ấy sinh hoạt cùng câu lạc bộ đấy, các bà nào bà đấy được các ông chồng chiều lắm, mới đâm ra là các bà ấy bảo đến đây làm mà tốt lắm. Nhìn về nhìn bà nào bà đấy cô như là trẻ ơi là trẻ, trẻ ra được chục tuổi ấy. Vâng, đấy, bây giờ thì chờ một ít phút nữa thôi thì bác sĩ sẽ làm cho mình nửa mặt còn lại. Thì cháu hy vọng rằng là sau khi mà nhìn thấy cái kết quả toàn mặt của mình thì cô Tuyết sẽ thấy là mình thực sự khác biệt, mình thực sự trẻ trung nhá cô nhá. Ở đấy cô cũng mong là như thế đấy. Dạ vâng. Bây giờ thì chờ một ít phút nữa rồi bác sĩ sẽ tiến hành thực hiện tiếp nốt cho mình cô Tuyết nhá. Thưa quý khách hàng, nếu như mà quý khách hàng muốn có một cái khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp và thấy ngay cái sự khác biệt sau khi khách hàng cô Tuyết đây cấy chỉ xong thì quý khách hàng có thể gọi ngay đến số hotline 0386 463 463 để nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ có 15 năm kinh nghiệm nhé quý khách hàng nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.